Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hàn, nơi mà các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất về các ngôi sao K-pop. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Các thần tượng xứ Hàn chịu sự áp lực luôn phải đẹp mỗi khi xuất hiện trước khán giả. Chính vì thế, những bức ảnh họ đăng tải lên mạng xã hội đều được chỉnh sửa chỉnh chu từ màu sắc bố cục. Tuy nhiên, không ít lần các idol bị người hâm mộ bóc mẽ được chi tiết chỉnh sửa ảnh quá đà, thậm chí làm biến dạng mọi thứ xung quanh. Thứ nhất, Winter của aespa. Mới đây thì Winter đã chia sẻ hình ảnh xinh đẹp được chụp tại cầu thang đài truyền hình. Nhan sắc chuẩn đồ họa cùng vóc dáng nuột nà của nữ thần tượng đã nhanh chóng nhận nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Tuy nhiên, sau một hồi xăm soi, khán giả đã phát hiện ra nữ thần tượng đã chỉnh sửa quá đà, khiến bậc thang ở phía sau tay biến dạng. Thứ hai, Yuna của ITZY. Yuna được mệnh danh là thánh body của K-pop thế hệ thứ tư, nữ thần tượng thường xuyên gây sốt bởi vòng eo siêu nhỏ cùng đôi chân dài miên man, nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, qua một bức ảnh mà người hâm mộ chụp, em út ITZY lại lộ hình ảnh gầy thấy cả xương sườn. Do đó, nữ thần tượng bị nghi chỉnh ảnh để trông bớt gầy hơn so với thực tế. Thứ ba, Sunmi. Nữ hoàng quyến rũ thế hệ mới Sunmi cũng từng bị người hâm mộ phát hiện sử dụng công cụ chỉnh sửa quá đà. Theo đó, nữ thần tượng đã kéo thon phần chân của mình đến nỗi làm méo cả chiếc ghế sofa cô đang ngồi. Vốn sở hữu vóc dáng mảnh mai, khán giả cho rằng Sunmi không cần quá lạm dụng Photoshop. Thứ tư, Zui của Momoland. Thời điểm mới nổi tiếng cùng Momoland, Zui thường xuyên bị khán giả chê bai nhan sắc. Có lẽ vì thế mà nữ thần tượng đã thường lạm dụng những công cụ chỉnh sửa để làm mình đẹp hơn trên những hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội. Ngoài ra, Zui còn công khai đã trải qua quá trình thẩm mỹ để trở nên đẹp hơn. Thứ năm, Honey của ESID. Từ trước đến nay, Honey nổi tiếng là một thần tượng sở hữu vóc dáng quyến rũ và chuẩn. Tuy nhiên, cô nàng cũng từng là nạn nhân của việc Photoshop quá đà khiến bản thân trở nên mất cân đối. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp như thần tượng vẫn bị khán giả soi ra đã chỉnh sửa ảnh quá đà. Điều này khiến người hâm mộ có phần thất vọng về idol anti-fan thì được dịp hả hê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của kênh Top Sao Hàn. Và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh và bật quả chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.